Quỷ Satan hay thiên thần sa ngã vẫn luôn tìm mọi cách để dẫn dụ con người thế gian mắc sai lầm, từ đó khống chế và khiến con người làm đủ thứ xấu xa, xa rời với lời dạy của Chúa, lôi kéo con người cùng xuống địa ngục. Tuy nhiên, vũ trụ có quy luật của nó, ma quỷ không phải muốn làm gì liền có thể làm nấy. Chúng không dám tùy tiện làm hại lôi kéo những người lương thiện vì họ là có thần cai quản, nhưng có thể dẫn dụ những người có cùng tư duy với chúng. Những người như vậy là người như thế nào? Quỷ Satan thích mê dụ người như thế nào? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Theo ghi chép trong Kinh Thánh, quỷ Satan ban đầu vốn là tổng lãnh thiên thần, có tên là Lucifer, là thiên thần được Thiên Chúa hết mực yêu quý và có quyền năng rất lớn. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời tuyên bố Ngài sẽ tạo ra nhân loại, và rồi vào ngày tận thế, một vị cứu thế là đấng Messiah đã đến để cứu vớt con người, Chúa Trời đã yêu cầu các thiên thần phải phục tùng cứu thế chủ. Lucifer bấy giờ cảm thấy không phục. Sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ của hắn đã khiến hắn phát động một cuộc nổi loạn chống lại Chúa Trời trên thiên đàng. Lúc này, các thiên thần trên thiên giới được chia làm ba nhóm. Nhóm thiên thần tuân theo Chúa Trời, nhóm thiên thần đi theo Lucifer và nhóm thiên thần bàng quan không phản ứng gì. Trong trận chiến ấy, tổng lãnh thiên thần Michael đã phụng mệnh Thiên Chúa đánh đuổi Lucifer. Lúc này, hắn bị gọi thành Satan, cùng với các thiên thần phản loạn ra khỏi thiên đàng. Những kẻ phản loạn bị tước mất thần thể thánh khiết và bị rơi xuống địa ngục. Kể từ đó, Satan rất thống hận loài người. Nó không cam tâm để giáo lý của Đức Kitô phát triển nơi nhân loại. Do đó, không ngừng tìm cách khiến con người rời xa lời dạy của thần, không còn tin theo các đấng sáng tạo ra mình nữa. Sự hủy hoại của quỷ Satan biểu hiện ra bề mặt xã hội ngày nay chính là thiện ác không còn phân minh. Rất nhiều thứ xấu xa đã thuận theo cái gọi là phát triển tiến bộ mà tràn vào, làm mê hoặc thế nhân, khiến con người không ngừng làm việc xấu. Đây chính là âm mưu của quỷ Satan muốn hủy diệt con người để con người xuống địa ngục. Và những người có tâm tính như thế nào dễ bị quỷ Satan lợi dụng nhất? Tâm kiêu ngạo. Người có tâm kiêu ngạo rất dễ bị Satan lợi dụng. Điển hình ở đây chính là Satan cũng chỉ vì sự kiêu ngạo của hắn mà nổi dậy chống lại Đức Chúa Trời. Bản tính kiêu ngạo đối lập với tình yêu chân thành mà Thánh Paul mô tả. Sự kiêu ngạo làm người ta kiêu căng và ngạo mạn. Khi chúng ta nghĩ mình cao hơn người khác, chúng ta rất dễ trở nên thiếu kiên nhẫn, bất hảo, thô lỗ và tư lợi. Trích trong Corinthians 13, trang 4 đến trang 8. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Xưa có hai người đến nhà thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thu thuế. Người Pharisee thầm cầu nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Ngài vì con không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, và con cũng không giống như người thu thuế này. Con kiêng ăn một tuần hai lần và nộp 1/10 mọi món lợi của con. Còn người thu thuế đứng ở đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực mà than rằng: Lạy Thiên Chúa, xin Ngài hãy thương xót lấy con, vì con là kẻ có tội. Thiên Chúa nói: Ta cùng với các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng là công bình hơn người kia. Vì ai tự nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Có thể thấy, lòng khiêm nhường sẽ dễ nhận được sự tha thứ hơn là sự kiêu ngạo khoe khoang. Về tâm kiêu ngạo, Thánh Bao cũng từng cảnh báo rằng vào những ngày cuối cùng của nhân loại, người ta chỉ biết yêu bản thân, ham tiền, khoe khoang, cao ngạo phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bất trung. Trích Timothy 3, trang 1 đến trang 2. Tâm đố kỵ. Satan cũng rất thích lợi dụng những người có tâm đố kỵ. Satan chính là vì lòng đố kỵ với con người mà đã phản bội Chúa. Biểu hiện của người có tâm này là hay buồn rầu, phiền não khi người khác đạt được điều gì tốt.
họ sẽ cảm thấy như thể bản thân vừa mất đi thứ gì đó. Ngược lại, khi thấy người khác mất mát đau khổ, họ sẽ cảm thấy vui mừng như thể bản thân đang được thứ gì đó vậy. Tâm đố kỵ thực ra chính là thuốc độc, vừa hại người mà cũng hại chính mình. Người có thể vui với thành công của người khác, buồn trước mất mát đau thương của người khác. Như vậy mới thể hiện là một người có nhân cách cao thượng và trong sáng. Quỷ Satan cũng không dám can nhiễu đến kiểu người này. Truy cầu hưởng lạc. Người hay tỏ ra thèm khát trước những khoái lạc bị cấm và truy cầu các dục vọng rất dễ bị quỷ Satan dẫn dụ. Khi tâm con người ta bất chính và ham muốn những thứ dục vọng thấp kém, thì Satan sẽ lợi dụng điều đó mà khuếch đại ham muốn đó lên, khiến người ta cảm thấy thứ đó thật hấp dẫn, từ đó sa đọa vào những chốn ăn chơi trụy lạc, không tin vào thiện ác hữu báo, không tin làm chuyện xấu sẽ bị trời trừng phạt, càng không còn cảm nhận được những niềm vui thực sự mà Thượng Đế ban cho con người nữa. Thích nghe lời êm tai. Thánh Bào cũng từng cảnh báo rằng những người thích nghe những lời êm tai dễ bị dụ dỗ nhất. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn hoặc. Trích Timothy 4, trang 3 đến trang 4. Thành ngữ có câu: thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Lời thật lòng mới làm con người ta tiến bộ đi lên. Nếu cứ dung dưỡng bản thân trong sự dễ chịu, chỉ nghe những gì thuận ý mình, thì sẽ dễ dẫn đến ảo tưởng về bản thân. Cái danh lớn lên rồi thì chẳng phải sẽ như Lucifer chống lại cả Chúa Trời hay sao? Chúng ta phải luôn tỉnh táo trước những cạm bẫy mà quỷ Satan bày đặt ra. Nếu cứ thuận theo dục vọng của bản thân thì chính là ta đang tự đào hố chôn mình.